ăn nhanh cho tâm hồn, số 26, tác giả Linh Mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng chú cứu thế. Chủ đề: sự thật ở đâu? Lời Chúa: Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Chúng ta vẫn nghe nói, và có thể chính chúng ta cũng nói. Đạo nào cũng như đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Thế nên, đi đạo nào cũng tốt, giữ đạo nào cũng hay. Có thể, nếu những người ngoài Công giáo họ nói câu trên, thì người Công giáo chúng ta cứ nghe, nghe rồi để đấy. Biết vậy, không cần tranh biện làm gì. Vì người ta vẫn nói, các lĩnh vực như niềm tin tôn giáo, quan niệm chính trị và sở thích về thể thao rất khó tranh biện. Nhưng với niềm tin của người Công giáo, thì đạo của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giữ các vấn đề luân lý, dạy ăn ngay ở lành, mà vượt lên trên đó. Niềm tin Công giáo cho chúng ta biết và xác tín rằng Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Đây là điểm cốt lõi làm cho đạo chúng ta khác các đạo khác. Đức Giêsu là sự thật tuyệt đối cho cuộc đời, cho ơn cứu rỗi của ta. Vấn đề đặt ra, sự thật là gì? Có câu chuyện kể rằng hai người đàn ông sống trong một ngôi làng nhỏ nọ. Hai người ấy đã đấu khẩu với nhau cách kịch liệt, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề của họ. Thế là họ quyết định đi hỏi ý kiến của một người có tiếng là khôn ngoan nhất làng. Người thứ nhất đến nhà người khôn ngoan đó, kể hết câu chuyện của mình, xong liền hỏi: "Thưa ông nghĩ sao?" Người khôn ngoan trả lời: "Ông đúng hoàn toàn." Rồi người thứ hai cũng đến và kể câu chuyện xảy ra giữa họ, rồi hỏi như người thứ nhất. Và câu trả lời của người khôn ngoan đó cũng là: "Ông hoàn toàn đúng." Sau khi khách đã về, thì bà vợ của người khôn ngoan đó mới trách chồng: "Sao ông có thể trả lời như vậy được? Hai người, họ kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, mà ông lại nói cả hai hoàn toàn đúng. Điều ấy thật vô lý. Cả hai người không thể cùng hoàn toàn đúng được." Người khôn ngoan cũng trả lời cho bà vợ: "Bà hoàn toàn đúng." Ta vẫn nghe, trong cõi nhân gian này, mọi sự đều tương đối. Chỉ có một sự thật tuyệt đối là mọi sự đều tương đối. Đúng là trong cõi nhân gian này, mọi sự vật đều tương đối và không có gì là tuyệt đối. Vì theo lẽ tự nhiên, mọi thọ tạo vốn dĩ luôn thay đổi, không thường hằng. Hơn nữa, cái nhìn của con người vốn bị giới hạn vì những yếu kém tự nhiên từ nơi bản chất của họ, và lại bị chi phối nặng nề bởi chủ nghĩa duy lợi. Duy lợi có thể hiểu là lợi ích của tôi được đặt trên hết. Do đó, ta mới nghe, đối với những người sống chủ nghĩa duy lợi,
thì không có ai là kẻ thù vĩnh viễn, và cũng chẳng có ai là bạn lâu dài. Chỉ có lợi ích của tôi là vĩnh viễn. Vậy ta phải tìm sự thật ở đâu? Chỉ nơi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Alpha và là Omega, có nghĩa là khởi đầu và là cùng tận. Nơi Thiên Chúa không có sự thay đổi. Chỉ trong Thiên Chúa mới có được sự thật đích thực. Khi Pilato đã hỏi Chúa Giêsu, sự thật là gì? Chúa Giêsu thinh lặng không trả lời. Chính người là sự thật, đang đứng lù lù trước mặt ông, mà ông đã không nhận ra. Vì lẽ, ông đang đặt lợi ích, địa vị của chính ông lên trên lẽ phải, lên trên pháp luật, thì làm sao ông hiểu, biết, nhận ra được sự thật? Để khám phá ra sự thật, nhận biết sự thật đích thực, sống trong sự thật, thì nhất thiết phải có Chúa Kitô trong cuộc đời của ta, để người chi phối suy nghĩ, lời nói, hành động của ta. Làm thế nào để ta sống sự thật của Đức Kitô? Hãy tìm người trong Kinh Thánh và trong các bí tích và trong chính hội thánh, thân mình của người. Suy nghĩ và hành động. Đã bao nhiêu lần trong đời tôi, chỉ vì lợi ích của mình, của những gì liên đới với mình, mà từ chối những sự thật khách quan? Tôi có đang làm cớ dẫn đến những gian trá trong môi trường sống của tôi không? Làm thế nào với vai trò nhỏ bé của tôi làm thay đổi môi trường sống xung quanh của tôi trở nên tốt hơn?